176 thiên. Ngày 176. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Chào chú ạ, xin hỏi bãi để xe của siêu thị ở đâu ạ? Sư sư hào, chính vận chào sư tính chơ tràng tại nả? Sư sư hào, chính vận chào sư tính chơ chẳng tại nả? Sư sư hào, chính vận chào sư tính chơ tràng tại nả? Sư sư hào, chính vận chào sư tính chơ tràng tại nả? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. Y lẻng chư ý ở ý. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ,原来是这样. Thêm WeChat đi. 加微信吧. Phiền, phiền phức. Má phản. Đồ ngọt, chủ yếu chỉ đồ điểm tâm ngọt. Thiến phỉn. Mở một công ty du lịch. Khai một gia lưu yếu công sư. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt đã rồi nói. Xin bà Việt Nam ngữ xuyên hào lỡ dài xua. Đại khái khoảng mấy giờ? Đại khái chí điển. Chị ấy gọi mình tối cùng đi siêu thị. Thà chào ố bán sang ý chí chuyên chào sư. Từ khi vừa bắt đầu thì đã học như vậy rồi. 从一开始就这样学了。vừa học vừa sử dụng. 一边学习一边使用。ở ký túc xá của trường. 住学校宿舍。sắp xếp phòng.整理房间。联络过 WeChat 呢？微信联系。lên tầng thay giày một chút。上楼换一下鞋。tối nay ăn lẩu。今晚吃火锅。sau đó đi, 然后去, đi vào bên trong đó xem, 去那里面看看, tìm người hỏi đường, 找人问路, không tìm thấy bãi để xe, 找不到停车场,Chào chú ạ. Sư sư hào.